Thế Phùng à, sẽ vô cùng khó để phục hồi được. Trí tuệ của cậu bé chỉ dừng lại 7 tuổi thôi. Anh thích vui chơi thôi. Thứ mà tôi đã muốn có thì nhất định phải khó bằng được. Bỏ ra, tôi không đi. Cô gây tai nạn xong rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mở mắt ra. Bắt lấy nó, nè. Đứng lại coi. Tôi là Yu Minh Hất, công tố viên. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. Tôi nhất định sẽ đòi lại hết mọi thứ. Bí mật sau bức màn thưa, 21 giờ tối nay trên kênh HTV2.